Rồi, Toàn mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiệt Phạm Toàn 99 ha. Thì hôm nay mình có giao lưu với anh em bán khoảng 20 gốc mai ha. Thì hoành của nó tầm khoảng 25 cho đến 30 các bạn. Thì cao thì nó tầm khoảng 2,5 m trở lên ha. Thì sau đây Toàn sẽ quay từng chi tiết, quay từng cái bộ đế của cây mai và chia cành cho các bạn xem ha. Thì nếu cái số điện thoại của mình với cái phần địa chỉ của mình á, mình sẽ để với cái phần mô tả kênh để các bạn biết, các bạn có các bạn nào yêu thích mai á, thì nó liên hệ với mình ha. Rồi sau đây mình sẽ mời các bạn theo chân mình xem mấy cái gốc mai ha. Thì mỗi cây như vậy là cái hoành của nó thì tầm khoảng ha 20 cho đến 25 nha các bạn. Thì đế nói chung là cũng rất là được nè các bạn. Ở đây các bạn, để mình quay vòng vòng cho các bạn xem cái bộ đế ha. Đế thì nói chung là cũng được, chứ không có đẹp lắm và cũng không có xấu lắm hết các bạn. Cái này khó đi quá. Để cho các bạn xem chi cành ha. Cành thì cũng rất là đều luôn nha các bạn. Đó, nó đều từ gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Hoành này tầm khoảng 20 cho đến 25. Thì hoành nó tầm khoảng 30 trở xuống nha các bạn. Chi cành rất là đều nè. Thì hôm nay mình giao lưu cùng các bạn thì tầm khoảng 20 gốc ha. 20 gốc thì có các bạn nào mua thì tới đây lựa chọn nha các bạn. Cây nào được thì các bạn bứng. Tại vì này bán tiễn các bạn. Ai yêu thích cây nào thì bứng cây đó nha các bạn. Chia cạnh rất là đều nha. Để Toàn quay cái tán ngang cho các bạn xem ha. Đây. Tán ngang của cây này tầm khoảng 3 m mấy nha các bạn. 3 m mấy, chiều cao nó thì tầm khoảng cũng 3 m mấy luôn. Thì trung bình là tầm khoảng gốc của nó tầm khoảng 20, 25 cho đến 30 nha các bạn. Thì mình chỉ quay vài cây cho các bạn xem thôi, và mình sẽ cho địa chỉ và số điện thoại để các bạn liên hệ với mình ha. Cây nào cũng chi cành rất là đều nha các bạn. Đây, cây này thì tầm khoảng 25 trở lên nè các bạn. Cây này tầm khoảng 20 cho đến 22 nha các bạn. Chi cành cũng rất là đều luôn nè. Đó, đều từ dưới gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Đó. Cái này lúc trước mình có sửa lại gai rồi nè, sửa con lần một nha các bạn. Thì cái tán ngang của cây này tầm khoảng 2 m rưỡi trở lên nha. Còn chiều cao thì tầm khoảng 2 m 7, 2 m 8 nha các bạn, không tới 3 m. Cây kế bên luôn. Thì đằng trước chứ đằng sau hè nhà mình là tầm khoảng 20 cây đó các bạn. 20 cây thì tính là cái cây bề hoành của nó là 25 cho đến 30 ha. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì có các bạn nào mua thì mình cũng bán luôn. Đây mình bán này ông ba mình cũng vui, với lại có tiền bỏ túi uống cà phê. Tại vì ông ba mình cũng tới sáng á. Lại cái này dịch bệnh quá, Toàn cũng hạn chế không cho ông lão đi uống phê sáng ha. Chi cành nó đều từ gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Thì mình tiễn tầm khoảng 20 gốc còn bán thôi. 20 gốc và trung bình này cái gốc của nó tầm khoảng 20, 25, 30. Đằng trước với đằng sau hè luôn là 20 gốc đó các bạn. Còn cái cây này thì mình để cây bự này mình để lại mình nuôi thành cổ thụ. Thành cổ thụ mình chơi luôn ha. Thì tầm khoảng 5-2 năm nữa. 5-2 năm nữa là cũng to bự rồi các bạn. Thì sau này có anh em nào làm YouTube về mai á, mình có review cây đẹp á, thì mình luôn sẵn sàng ha, mình luôn sẵn sàng
mời các bạn quay chơi ha. Để mình đi vòng phía sau hè luôn các bạn. Sau hè cũng có vài cây nữa nha, sau hè cũng 4-5 cây nữa nè. Này. Cây này đế khủng quá nè các bạn. Cây này mình cũng mới sửa đây thì tầm khoảng tháng nha các bạn. Cây này cái hoành của nó tầm khoảng 15 hả, 15 hả. Trên 15 chút xíu các bạn ơi. Hoành thân của nó trên 15 ha. Còn đế rất là đều luôn nha. Đế này nó giống như là đế nơm. Cái này cũng 2 cây nữa nè. Mai mình mai lỡ thì tầm khoảng 20 cây. 20 cây mình tính là trung bình là cây 25 cho đến 30 thì 20 cây ha. Còn mai nhỏ nhỏ mình không tính. Hoành của cái này là 20 cho đến 22. Đấy thì lúc trước mình cũng cắt bỏ bớt nè. Mấy cái rễ treo treo này là mình cắt bỏ chứ mình không để nha các bạn. Nó chi cành cũng rất là đều luôn nha các bạn. Cây bên đây cũng vậy luôn các bạn. Cây bên đây thì cái hoành của nó tầm khoảng 20 cho đến 25. Không, cái này tầm khoảng 20-22 trở lại. Đấy cũng rất là đều nha. Lúc trước mình có môi đế à. Dây cành rất là đều luôn nè các bạn. Đó. Còn phía sau hè nữa. Phía sau hè nữa mình đi bọc đường kia. Đi đường này cũng vẫn được. Nhưng mà mình quay lần trước mình quay kỹ lại cho các bạn xem ha. Thì mỗi cây nhỏ nhất cái hoành của nó các bạn. Mỗi cây nhỏ nhất cái hoành của nó là 15. 15 cho đến 20 đổ lên ha. Chứ không nhỏ quá các bạn. Này cái này cũng xù nữa nè các bạn ơi. Cái này cái mai xù này cái hoành của nó tầm khoảng 25 nha các bạn. Đế rất là đều luôn nè. Mấy tược này sau này mình cắt bỏ. Hoành nó tầm khoảng 25, cái đây sắp xù nè các bạn. U nằng nhóc trơn rồi nè. Còn cây này mình kéo cho nó nghiêng bên làm cái dáng nha. Cái dáng nó hơi cho nó đổ đổ một chút coi cây mai nó ngộ các bạn. Cái này dáng quyền hay là dáng bay mình cũng không có gành nữa. Mình cũng không gành gì mai cho lắm ha. Có người kêu hạ gì là dáng quyền, còn thấp nữa thì dáng bay. Mình cũng không gành nữa. Cây này chi cành rất là điên các bạn. Cây này nãy mình coi rồi. Cây nãy mình cho các bạn xem là nó toàn hoành nó tầm khoảng 20. 15 cho đến 20 ha. Cây này là nhỏ nhất luôn nè. Cây này nhỏ nhất cái hoành của nó là có khoảng 10 cho đến 12 nha. Chi cành rất là đều luôn các bạn. Nhánh rất là đều nha các bạn. Cây bên đây thì cái hoành của nó tầm khoảng 30. Này trên 30, này tầm khoảng 30. Này phía trên mình đo phía trên nha, tầm khoảng 30, còn phía dưới này chắc trên. Này phía dưới này trên 3 mấy. Chi cành rất là đều nha các bạn. Đang quay cái nhỏ cháu lại nó hỏi cho mình tắt ngang nha các bạn. Chi cành rất là đều luôn nha các bạn. Đó. Cây này thì cái tán ngang của nó tầm khoảng 2,5 m. Trên 2,5 m. Chiều cao thì nó tầm khoảng 3 m. Đó các bạn. Thì nói chung là trung bình là mỗi cây gì là hoành là 25 cho đến 30 nha các bạn. Cái này nãy con đếm mà trước sau luôn là 20 cây đúng không? 20 cây mà mai cùm giò là 20 cây, không mấy cây mai nhỏ nhỏ không tính. Đấy nữa mình quay đi cho ai lựa lựa. Đây cây này thì hoành tầm khoảng 25. Đế thì cũng nói chung là cũng đều nha các bạn. Mấy cái rễ treo treo này mình cắt bỏ nhưng mà không để các bạn. Mình lấy cái bộ đế dưới thôi. Nó đều, chi cành thì cũng rất là đều luôn nha các bạn.
Thì mai của mình thì nói chung là cũng ít có cây đẹp lắm, nói chung là cũng như vậy, như khá khá thôi, trung bình yếu thì dạng như khá khá chứ không được là đẹp. Cây này hoành của nó, cây này hoành của nó tầm khoảng 20 nha các bạn. Mấy cái đọt lan này nó dính chín mình quay không được, hoành của nó tầm khoảng 20. Chiều cao của cây này thì tầm khoảng 2,5 m. Để mình toàn cho các bạn xem cái vết xù của nó là tự nhiên luôn nha các bạn. Nè. Nó ngang đây cái nó tự nhiên cái nó có cái u nặng vậy nè. Ở phía dưới này nó u nặng cũng nhóc trơn nè các bạn ơi. Mai con này cũng sắp xù rồi ha. Nè nó chóc da mà u nặng chóc da nhóc trơn nè. Đây nữa nè. Nó xù nè, cái vết xù nè của nó nè các bạn. Mấy cái này, cái mấy cái mai nào mà xù nách á, xù nách như xù thằng các bạn nhìn dễ biết lắm. Này cũng như xù nách nhánh nè. Ở đây có nách, có cái nhánh lúc trước nó lẻ lòi con cái mà mình cắt bỏ luôn nè. Xù các bạn. Xù là xù thường thôi, bình thường á chứ không có xù chảy ha. Chia cảnh rất là đều luôn nè. Rồi, tôi mời các bạn xem những cây kế bên ha. Rồi, cây này cái tàn của nó thì bề ngang trên 3 mét nha các bạn. Bề ngang của nó tầm khoảng 1, 2, 3, gần 4 mét các bạn. Tán ngang của nó 4 mét. Chiều cao thì nó khoảng 2 mét nè. Chiều cao nó 2 mét, chiều ngang thì nó tầm khoảng 4 mét. Chi cành cũng rất là đều luôn nha các bạn. Nè. Chi cành cũng đều nha. Mình cũng như bán hết cái mai bầy này xong, mình bán hết cái mai bầy mai lỡ lỡ này nè. Sau mình chừa lại cái mai bự mình để chơi, xong rồi mình sẽ trồng lại những cái mai sữa rễ ha. Thôi là mình kiếm vài cây mai mai bình thường á. Mai mà mình nhổ trong mấy cái gốc mai nè, mình nhổ ra mình dăm lại hết. Mình cũng sữa rễ luôn. Đây, cái hoành thân này tầm khoảng 20 nha các bạn. Trên trên 20 chút xíu. Thì để lúc trước thì mình cũng sửa, cũng có sửa mấy con nước hả, bởi vì mai lỡ này nè. Cắt rễ này cho che mình cắt. Đều từ gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Rồi, để toàn cho các bạn xem những cây kế bên luôn ha. Trong khi toàn quay video có cái điều gì sơ sót cũng mong các bạn thông cảm cho mình ha. Đây. Cây này cái hoành của nó tầm khoảng 18 cho đến 20. Hoành thân của nó 18 cho đến 20 nha các bạn, mình đo phía trên này nè. Chỉ cành rất là đều luôn. Đều từ gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Rồi, còn mấy cây này thì trung bình của nó là 15. Hoành thân của nó là 15, mấy cây này nè. 15 cho đến 20. Mình chỉ quay xương xương dạy cây cho các bạn xem thôi ha. Cây này tầm khoảng 20. Hoành thân nó 20. Chi cành cũng rất là đều luôn nè. Chiều cao thì cây này tầm khoảng 2,5 m nha các bạn. Trung bình 2,5 m cho đến 3 m. Sau đây toàn sẽ mời các bạn đi phía sau ha. Cây này chắc mình chưa lại rồi, cây này nó hơi xấu chắc không, mình chưa lại mình dưỡng, biết người ta mua bán luôn.
phía sau hè cũng còn vài cây nữa. Phía này thì nó còn khoảng 2 cây nha các bạn. Phía bên đây nè, quên quay ngược rồi, phía bên đây còn 2 cây, còn dạp bên đây thì mình mới bứng trước ra ngoài hè trồng lại. Thì mình không tính mấy cây này, mình tính xương xương là mít bên đây với đằng trước luôn là 20 cây, trung bình là 1 cây tầm khoảng 20 cho đến 30. Mai này thì cũng nói chung là đế cũng tự nhiên các bạn, còn ở đằng trước thì mình có sửa xương xương. Cây này cái hoành của nó tầm khoảng 20 mấy, tầm khoảng 25 đổ lên cái hoành thân của nó. Chi cành cây này cũng rất là đều luôn nè các bạn, đều từ gốc tới ngọn luôn nha. Này mình quay nhanh quá, quay nhanh không biết các bạn có xem kịp không. Cao của cây này tầm khoảng 3 mét nha các bạn. Chiều cao của này 3 mét, tăng ngang thì 2 mét rưỡi. Còn bên đây cây nữa nè, đang cây nữa các bạn. Cây này thì tán ngang của nó thì tầm khoảng trên 2 mét rưỡi, chiều cao thì 3 mét luôn nha các bạn. Thì hoành thân của cây này để mình cho các bạn xem. Khom hơi khó. Chiều cao của ổ lộn, cái hoành thân của cây này tầm khoảng 20 thôi, nó trên 20 mình cỡ 20 thôi. Nè, chi cành rất là đều luôn nè. Đó. Chi cành rất là đều luôn nha các bạn. Còn sau hè này thì mấy cây dong dong khoảng 10 cm trở lên thì không biết có ai mua, mấy ai mua bán luôn, mình không mua mình để lại mình nuôi luôn các bạn. Ở phía sau thì mai 10 cm, 15 cũng rất là nhiều luôn. Mình quay tổng hợp phía trước cho các bạn xem. Rồi, có các bạn nào mua thì liên hệ với mình ha, để mình đọc sẵn đọc địa chỉ luôn. Cầu Trung Hưng 2, gần dốc cầu Trung Hưng 2, ấp Thành Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Thì mình đây là mình giáp với nông trường sông Hậu luôn nha các bạn, giáp với nông trường sông Hậu. Thì ở Cờ Đỏ nhưng mà mình cách Cờ Đỏ tầm khoảng 6 cây mấy cho đến 7 cây. Thì từ chợ Cờ Đỏ chạy ra mình tầm khoảng 7 cây. Và từ mình đi ra Thúc Nốt tầm khoảng 15 16 cây ha. Phía này thì phía mày này mình quay xương xương 2 cây này cho các bạn xem thôi. Còn nhiều cây dong dong không à. Dong dong miễn anh em nào mua thì mình bán luôn ha. Rồi sau đây Toàn cũng xin khép lại cái video ha. Rồi, cuối video Toàn xin chúc cho anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Có anh chị và các bạn nào có yêu thích video của mình thì hãy xem xong cho mình một like và một đăng ký chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho mình ha, để mình có động lực cho những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Mấy cái này nhãn lồng này mình để cho nhiều đăng mình cho mấy ông chú mấy ông bác làm thuốc nam nha. Cái này mình để cho mình không ruộng bỏ nào. Rồi thuốc nam tôi lại tôi xin cho luôn. Cây quế nữa.